một điểm múa vô cùng nhẹ nhàng và bền chuyển được không quý vị? Các bạn hãy bật tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội văn nghệ bạn Khang Hai đó quý vị ơi. Xin cảm ơn đội văn nghệ bạn Khang Hai. Chiêng bà mẹ, chiêng bình đầu hòa sườn, hòa chăm bà, tô hòa lăng bá xảo còn cha hai bò, tô hòa nằm để trao tiền con biết này tài ra. Vợ sư tài ai chẳng này bò nồng là nồng lắm, ngọt nồng còn quáng đủ, này bò nồng tu hiền nằm quáng bay, bay bảy bay ba đều mà gia đình văn thư tỏ trắng bà. Ai đa ai đẩy lục tủ này má thần lối ca thần thê, ai đẩy lục thừa ca má thần lối bàn, ai đẩy chùa nà bàn má tánh con kìm tài ra. Bà bày bá đau hiền nó tành nó tà nhớ lúc nó nồng là nồng xài sườn hai ơi bày nó hốc hiền nó hốc nó sang đều nhớ hầm cánh nhớ bày hiền báo lại nhớ trái quân bày má bùn bày xào bùn hai lan má quản bày xào quản hai nhờ xin sửa bó tò sửa từng gấu hốc bình xin kinh bó tò kinh anh đời heo quả tà na xin đủ đầy quang chu đầu trắng cứt số hà ào đầy quá bá quang xào trắng cứt các chú em tách ngày chắc đi phủ bền hải bền ép bền bò bền mè và chấm phải hòn đầy phân tổ chức bám tới lòng hồng của mẹ đai nóng mình đi đầy trời đắc áo trời co trời lòng mái cứ cho họ đi ớt à thầy tà không bao cười heo đầu hàng xóm ơi hải em bò mè núi hồng cánh na cả bà chúng bò cần thầy vào ma văn hàng xóm ơi phủ bền hải của em già dưới cằm mất phẳng gò ma hàng xóm ơi phủ bền hải tà em mai dưới cằm mất thành gò ma là sáu mươi bình lòng rú cầm nằm mà rú phà nằm tê rú phê đỉnh mười rú huệ cầm bó lấy nâng cò ba là sáu mươi phủ rú tình rú huyền ba nghề cản đương phủ rú trương có sử là nội phủ rú huyền thượng cánh xà côn cò ba là sáu mươi bình lòng quân nhân dần sắc thuồng bó cây bình lòng quân tay dần sắc thuồng bó tông nằm mà sáu mươi đông mây phà bình lòng bàng hào à có làm đủ lòng đâu hơn tẩu hơn nửa các bạn đặt ma càng to long tăng họ cần phải vào ba ban họ lên kín nằm kín che sửa họ còn cần thấy lân nưa sửa đi bị hùa kiềm họ cần thỏa mãn của bác lòng chúc phúc chúc muốn hải lội của nghèo này nói nó mình đi đầy trời đắc áo trời to làn sóng ơi cách mà làn sóng ơi